À, thưa thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày về cái chủ đề đó là Acute Heart Failure Cardiogenic Pulmonary Edema. Nghĩa là trong cái bài hôm nay em sẽ trình bày lại cái tình trạng suy tim phù phổi theo trình tự là ABC. Thì đầu tiên đó là overview, thì định nghĩa phù phổi là cái tình trạng ứ động dịch bên trong lòng của phế nang. Và chúng ta sẽ chia làm hai nhánh, đó là nhóm nguyên nhân do tim là cardiogenic và nhóm nguyên nhân không do tim đó là non-cardiogenic. Và có một chất gọi là PNP. Đây là cái chất bài natri niệu được tiết ra bởi cái tế bào cơ tim của thành tâm thất dưới sự kích thích là căng thẳng, và chính nó giúp chúng ta phân biệt được đây là tình trạng phù phổi do tim hay là không do tim. Và trong phạm vi bài này chúng ta chỉ trình bày nó chỉ nói đến cái tình trạng đó là cardiogenic pulmonary edema, có nghĩa là tình trạng phù phổi do tim, và đây cũng chính là cái tình trạng xảy ra khi mà cái áp lực bao mạch phổi nó vượt quá cái lực để duy trì cái dịch bên trong cái khoảng kẽ. Và lực ở đây chúng ta nói đến đó là lực Starling, và hai là áp suất, đó là áp suất keo của serum và áp suất thủy tinh của cái khoảng kẽ. Và ở đây chúng ta nhìn trên màn hình là chúng ta underline là cái chữ fluid, nghĩa là trong suy tim, trong phù phổi do tim á, thì cái dịch bên trong lòng của cái phế nang đó là serum hay là plasma. Chúng ta sẽ giải thích ở một vài slide kế tiếp. Thì ở một cái tình trạng bình thường á, phổi khô ráo, lòng phế nang khô ráo là bởi thứ nhất là lực Starling. Khi nhắc đến lực Starling là nhắc đến hai loại áp suất, đó là áp suất thủy tĩnh và áp suất keo. Áp suất thủy tĩnh là áp suất đẩy nước đẩy dịch, còn áp suất keo là áp suất giữ nước giữ dịch, là kéo nước kéo dịch. Đó, và bình thường là hai áp suất này nó ở trạng thái cân bằng, cho nên nó giữ phổi luôn luôn khô ráo. Thứ hai nữa là hệ thống hạch bạch huyết, lymphatic system. Và hệ thống mạch bạch huyết đó, nó sẽ kiểm soát cái lượng dịch bên trong cái khoảng kẽ, và những cái anh đại phân tử khó có lượng lớn như là protein thì nó sẽ về tim theo con đường là mạch bạch huyết. Và thứ ba nữa là quy luật 1/2 mà thầy đã dạy. Quy luật 1/2 là sao? Tức nghĩa là một phế quản sẽ có hai động mạch phế quản đi kèm, một động mạch phế quản sẽ có hai tĩnh mạch phế quản đi kèm, tức nghĩa là động mạch phế quản là động mạch mang máu đỏ tươi vào nuôi phổi, và hai cái tĩnh mạch phế quản đi kèm với cái động mạch phế quản đó để nó đảm bảo rằng sau khi nuôi xong là sẽ không để lại dịch bên trong phổi, cũng như là dịch nó sẽ thoát vào trong phế nang. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn một cái hình này là bao gồm tất cả các nguyên nhân gây phù phổi, nhưng trong bài này chúng ta chỉ một góc nhỏ này thôi, tức nghĩa là chúng ta chỉ đề cập đến cái tình trạng phù phổi do tim mà thôi, và chúng ta sẽ nói nó theo cái trình tự là ABC. A etiology. Thì thứ nhất là suy tim trái. Thứ hai đó là nhồi máu cơ tim cấp. Thứ ba đó là đợt mất bù của suy tim mạn. Thứ tư đó là hẹp van hai lá. Thứ năm đó là sốc tim. Thứ sáu đó là tăng huyết áp ác tính, và cuối cùng đó là rối loạn nhịp tim. Đó là A etiology. Còn B đó là pathogenesis. Pathogenesis của phù phổi do tim ở đây á, là chỉ có hai dòng thôi, đó là áp lực thủy tĩnh và áp lực keo, và hai hàng này nó bị mất cân bằng, tức nghĩa là hàng áp lực thủy tĩnh nó tăng cao, nó đẩy nước đẩy dịch ra khỏi lòng mạch, và đó là pathogenesis của tình trạng phù phổi do tim. Còn chúng ta sẽ đi vào pathophysiology. Pathophysiology của nó là bất kỳ nguyên nhân nào mà làm cho trái tim trái nó bóp không nổi, tức nghĩa là làm cho trái tim trái nó bị suy á, thì nó đều là tăng cái áp lực bên phía tim tim trái. Mà khi mà làm tăng á, áp lực như vậy á, là chúng ta biết là cái tim trái là cái tim mà nhận máu từ bốn cái tĩnh mạch phổi đổ vào. Khi mà tim nó bóp không nổi thì máu ứ thì khi mà máu nó đổ vào bốn từ bốn tĩnh mạch đó, nó sẽ dội về phổi. Khi mà dội về phổi như vậy á, nó sẽ làm cho cái áp lực của động mạch phổi sẽ tăng hơn 25 mm thủy ngân. Và khi mà tăng hơn 25 mét thủy ngân này á, sẽ làm cho mất cân bằng cái lực Starling, nghĩa là lúc này là cái áp suất thủy tĩnh nó tăng vọt lên và nó đẩy nước đẩy dịch ra khỏi lòng mạch. Và chúng ta thấy trên hình đẩy nước đẩy dịch ra khỏi lòng mạch thì lúc này hệ thống mạch bạch huyết nó làm việc dữ dội, nó nghĩa là nó bù trừ, nó hút dịch lên, nó hút dịch vào hệ bạch huyết để nó đưa đưa về tim. Nhưng đến một lúc nó hệ bạch huyết nó không bù trừ nổi nữa thì cái lượng dịch này nó ào vào trong phế nang, và chúng ta thấy là sẽ gây ra phù phổi. Thì cái dịch này là dịch gì?
là serum hay là plasma, chúng ta nhìn trên màn hình đây là serum, tức nghĩa là cái vụ phổi mà do tim á, thì cái dịch bên trong lồng phế nang đó là serum. Còn đối với một số nguyên nhân khác mà nó làm tăng tính thấm thạch mạch, một số nguyên nhân mà làm phù phổi á, mà do cơ chế là tăng tính thấm thạch mạch á, thì lúc này cái dịch bên trong lồng của phế nang đó là plasma, tức nghĩa là nhưng những trường hợp như là ngộ độc thuốc đó dần dần thì nó sẽ làm cho đẩy plasma vào, là do cơ chế là tăng tính thấm thạch mạch thành mạch. Còn ở tim là do cơ chế là cho rối loạn, do là mất cân bằng cái lực Starling. Và cái triệu chứng thì chúng ta sẽ thấy là những bệnh nhân mà phù phổi cấp rồi á, triệu chứng là khó thở dữ dội, khó thở như là xung quanh mình không còn không khí để thở, lo sợ, rồi ho, rồi rối loạn á, và ho rồi khạc ra cái dịch bọt đó, màu hồng đó. Và khám thực thể thì bệnh nhân đầu tiên là nghe phổi thì thấy bệnh nhân là có cái ra nẩm liền, gọi là thủy triều dâng đó. Tình trạng chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng tay chân bệnh nhân lạnh, nghĩa là giảm túi máu ngoại vi, và tình trạng hypoxemia, tức nghĩa là SaO2 của bệnh nhân giảm, cũng như là chúng ta sẽ thấy được cái cơ hô hấp phụ của nhân nó hoạt động. Còn cái cận lâm sàng để chẩn đoán đó là X quang, thì trên X quang được thẳng nó sẽ thấy là nhất là bóng tim to, thứ hai là thấy hình ảnh tái phân bố tuần hoàn, tức nghĩa là các cái mạch máu ở đỉnh phổi bắt đầu nó mở rộng ra, và đặc biệt là chúng ta thấy được cái đường Canalibe ở cái giai đoạn mà cái hạch mạch huyết nó bù trừ, nó hút, tức nghĩa là chúng ta nhìn cái đường Canalibe là nhìn cái mạch mạch huyết nó đang bù trừ, nó hút dịch đó. Đây là những đường dài khoảng 1 cm đó, và nó vuông góc với màng phổi, có thể thấy được cái hình ảnh là cánh dơi hoặc là cánh bướm ở hai bên rốn phổi, cũng như là tình trạng can dịch màng phổi. Thì còn điều trị ban đầu là 5 bước. Thứ nhất là cho bệnh nhân ngồi bật dậy, ngồi thẳng dậy, thở oxy liều cao, tiêm furosemide nếu huyết áp bệnh nhân lớn hơn 116. Thứ ba đó là tiêm morphine để cho bệnh nhân giảm lo sợ trước, nhưng chú ý khi dùng morphine ở những bệnh nhân mà huyết áp nhỏ hơn 69, kiệt sức, gọi là lơ mơ, cho nên là thận trọng trong những trường hợp này. Có thể làm gì, tại vì morphine nó có thể làm ngưng hô hấp bệnh nhân. Và thứ tư đó là nitrat đó, thì ngậm đi tim tim mạch hoặc là ngậm dưới lưỡi. Và cuối cùng thứ năm đó là dobutamine trợ tim trong cho những bệnh nhân gọi là hạ huyết áp hoặc là có tình trạng sốc xảy ra. Và đó là trình bày phù phổi do tim theo ABC, và đây là cái nguồn tài liệu mình đã tham khảo. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.